Chào các bạn, thì hôm nay đến với video mình sẽ giới thiệu các bạn là cách lắp hai cái công tắc đảo chiều. Đây là hai hàng công tắc đảo chiều. Thì ở hai hàng công tắc đảo chiều nó có hai đầu. Đầu là con là một đầu, hai đầu có hai lỗ cắm là L1, L2, thì chúng ta sẽ đóng dây L1 của công tắc này sang L1 của công tắc kia. Ta cũng đấu sang công tắc kia. Hai cái đầu con còn lại của mỗi công tắc, nó cũng là đầu con này, thì một đầu ta cấp nguồn vào và một đầu ta cấp nguồn nóng ra, đầu cấp nguồn nóng vào. Đây là nguồn lấy nóng cấp vào công tắc. Còn đây là nguồn ra này là cấp cho bóng đèn, thì ta đóng vào công tắc còn lại. Đây là nguồn nóng vào, còn đây là nguồn dây mát. Dây mát vào đấu trực tiếp cấp cho bóng đèn. Đây là mình đã đấu xong, bây giờ là mình sẽ thử điện. Các bạn nhìn nhé, công tắc đảo chiều L1 đến vật các bạn đấu trực tiếp đối với L1, L2 với L2, và một nguồn vào công tắc và một nguồn nóng ra ta cấp trực tiếp cho bóng đèn. Đây, và chúng ta thử điện. Đây là công tắc thứ nhất này. Bóng đèn này các bạn. Bật lên này. Áp lên này, thì đây là công tắc đảo chiều ta có thể áp dụng cho, ví dụ như là đây là công tắc khi nó bước vào phòng. Đây là ta sẽ đặt một công tắc ở giường của chúng ta, khi chúng đang ngủ thì chúng ta có thể đặt hai ở bên cạnh, không cần phải chạy lại nữa, hoặc là cầu thang khi ta lên và bật đèn và lên đến tầng 2 rồi thì ta đèn, hoặc là khi ta xuống cũng vậy, bật xuống đây là tao. Hãy chúc các bạn có thể đấu thành công. Cảm ơn các bạn xem video của mình nhé.